Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VION. Chỉ là cơn gió lay làm chiếc lá vô tình bay bay, ao mộng xưa có hay gieo ân oán hận thù lâu nay. Đoạn đường đi phía trước chẳng còn ai, chẳng còn ai bên, đến khi ngoảnh lại mới thấy người mình không quên. Cứ yêu thương đi, cớ sao lòng bao suy nghĩ. Anh Hoàng, em mang đến loài hoa anh thích nhất nè. Không có em, anh cô đơn lắm phải không? Đáng lẽ chúng ta sẽ có một đứa con trai, con sẽ rất giống anh. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy con là em sẽ nghĩ đến anh. Nhưng mà em đã không giữ được con rồi, em xin lỗi. Xin lỗi.
Làm sao ba có thể thoát chết được vậy? Mấy người dân tộc đã cứu ba. Họ cứu ba. Họ còn cho ba thuốc để đắp nữa. Mẹ đang rất lo lắng cho ba. Để con gọi cho mẹ. Đừng con. Đừng cho ai biết chuyện này hết. Ba bây giờ đang mang trọng tội. Chỉ có con mới có thể giúp được ba thôi nha Lan. Ba muốn con giúp gì? Ba không thể nào tiếp tục sống ở đây nữa. Ba cần một số tiền và giấy tờ giả. Ba phải ra nước ngoài để tạm lánh một thời gian. Ba không thể chạy trốn như vậy được. Bây giờ tốt nhất là ba nên tự thú đi. Không, ba không thể nào ở tù với vết thương như thế này được con à. Con thấy đó, vết thương của ba rất nặng, rất sâu. Ba cần phải qua nước ngoài để chữa trị. Con giúp ba nghe. Giúp ba nghe nha Lan. Nha. Con làm sao có thể giúp cho ba đây? 20 năm nay không có ngày nào mà ba không sống trong lo lắng sợ hãi. Không có đêm nào mà ba ngủ được yên giấc hết. Đó đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với ba rồi con à. Giúp ba đi con. Lần này thôi con, lần cuối cùng thôi con, giúp ba nghe. Em nghe nè. Dạ Lan, anh vừa thông báo với cả nhà là em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi đó. Coi như là chịu rồi nha. Em chúc mừng chị nha. Dạ Lan à, bác chúc mừng con nha. Lan. À, lần này bác giao hồng quy cho con. Miễn đổi miễn trả. Mà con có trả đó, bác cũng không thèm nhận nó đâu. Không này. Dạ. Em qua nhà hỏi mẹ chưa? Mẹ nói sao rồi? Em vẫn chưa qua mẹ em được. Em ổn không? Anh nghe giọng em sao sao á. À, mà nãy em nghe điện thoại của ai mà đi gấp dữ vậy? Lẽ em gọi anh sao nha. Ê, khoan cúp đã. Có chuyện gì nói cho anh biết đi mà. Không có chuyện gì đâu. Bệnh đau đầu của em mới tái phát. Bác sĩ mới gọi em qua lấy thuốc. Giờ em về nhà rồi. Nghỉ ngơi một chút là không sao đâu. Anh đừng lo nha. Ừ. Vậy em nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Em uống rồi. Giờ em ngủ đây. Lẽ em sẽ gọi cho anh sao. Em đi. Dạ Lan bị sao vậy con? Dạ không sao đâu mẹ. Chỉ là nhức đầu sơ sơ thôi. Nhức đầu. Em thuốc hết kìa. Là thằng Quy hả? Bà có biết là ba đã đặt con vào tình thế khó xử không? Ba muốn con trở thành đồng phạm giúp ba chạy trốn sao? Con gái. Ba, bây giờ ba nên đi tự thú đi. Sẽ giảm bớt tội. Ba không thể con à. Ba nghĩ sao có thể chạy trốn luôn chứ? Ba không thể nào làm cách nào khác được nữa con ơi. Hiểu cho ba nghe. Con không hiểu được ba đâu. Tại sao ba có thể giết bản thân và sống như không có chuyện gì xảy ra suốt 20 năm qua được chứ? Ba ngồi xuống đây. Ba không thể chạy trốn với vết thương đang bị nhiễm trùng như vậy được. Ba sẽ chết đó. Ba thà chết chứ ba không đi tù. Ba. Con gái của ba. Con sẽ không bỏ rơi ba mà đúng không? Con đâu phải là đứa con gái duy nhất của ba đâu. Còn đang thanh nữa. Ba cũng mới biết chuyện gần đây khi bà Thư nói cho ba nghe. Ba cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với nó một cách đàng hoàng nữa. Không biết là Đăng Thanh nó sẽ nghĩ gì khi nó biết ba là ba của nó nữa. Con có gặp Đăng Thanh, con nói với nó là cho ba xin lỗi. Ba đã bỏ rơi mẹ con nó
để cho hai mẹ con nó phải sống trong khổ sở. Mà Đăng Thanh nó cũng chưa bao giờ nó hỏi mẹ nó coi ba là ai. Chắc có lẽ với nó thì không có người ba này tồn tại ở trên đời. Ba có lỗi, chắc nó hận ba nhiều lắm. Ai mà tới sớm vậy con? Con cũng không biết nữa. Ba vô trong đi. Để ở đây coi xem sao. Nhã Lan, em có sao không? Em đang ngủ hả? Đâu có, em dậy rồi. Hôm qua anh gọi cho mẹ, mẹ nói em muốn về nhà. Anh gọi cho em thì liên lạc không được. Anh lo quá trời. Em không sao, vậy em đỡ hơn rồi. Ừ. Ủa, mà em mặc bộ đồ từ hôm qua đến giờ ngủ luôn hả? À, do hôm qua em uống thuốc xong bị mệt quá nên ngủ quên trên sofa thôi. Ừ. Thôi, vô thay đồ đi. Anh có mua bánh cuốn cho em ăn sáng mà. Nhã Lan, em bị gì vậy? Em bị ở đâu hả? Em bị thương hả? Chỗ nào vậy? Anh chở em đi bệnh viện nha. Có sao không? Em... Không sao. Đây là cô hàng xóm bị thương. Cô ấy nhờ em băng bó giùm thôi. Chỉ vậy thôi hả? Ừ, chỉ vậy thôi. Thiệt không? Thiệt, em có nói dối anh bao giờ đâu. Không có giấu anh gì nha. Anh chỉ lo cho nửa kia của mình có bị sao không thôi. Thôi, đi thay đồ đi. Anh nóng bánh cuốn rồi xuống ăn ha. Thôi khỏi. Bây giờ em vẫn hơi buồn ngủ. Anh về cho em ngủ thêm một chút nữa nha. Lát em gọi lại cho anh sao? Em vẫn còn buồn ngủ thiệt hả? Chắc là tối qua em uống thuốc hai liều lận. Thôi nếu mà không ổn anh chở em đi bệnh viện luôn. Không, chó chắc. Không sao, em thấy đỡ hơn rồi. Em ngủ một giấc nữa là khỏe hẳn thôi.
không? Ừ. Vậy thôi, em ngủ thêm đi. Thức dậy nhớ ăn. Ừ. Anh để đây á, có chuyện gì gọi anh liền. Em biết rồi. Nhớ nha. Nhớ gọi cho anh á. Em biết rồi mà. Chừng nào dậy gọi anh nha. Ừ. Cảm ơn con vì đã không cho thằng Quy biết là ba ở đây. Anh thấy sao? Thấy có khá nhiều vấn đề đó. Đúng vậy. Tôi nghĩ là mình nên mạnh dạn gạt bỏ những ai không có khả năng sáng tạo đi. Anh nên xem lại team làm việc của mình. Tôi nghĩ sẽ bàn chuyện này lại với Nhã Lan. Hiện tại anh đang là sếp Nhã Lan mà. Không cần chuyện gì cũng thông qua cô ấy nữa. Nhưng mà tôi muốn nghe ý kiến cô ấy. Dạ thưa chị, mọi người đã đến đầy đủ rồi ạ. Ừ. Nhã Lan đâu? Tại sao giờ họp còn chưa tới? Dạ. Dạ, chị Nhã Lan có báo trước là chị đến trễ rồi mà. Anh thấy đó. Nhã Lan làm việc rất thiếu trách nhiệm. Tôi nghĩ là cô ấy gặp một chuyện gì đó, cho nên không thể tới sớm thôi. Đến bây giờ anh còn bên cô ấy sao? Bắt đầu đi. Tôi tưởng là cô quên luôn giờ họp rồi chứ. Tôi đã báo với thư ký là tôi đến trễ rồi. Với lại công việc của tôi hơi linh động. Cần thiết thì tôi có thể làm thâu đêm mà. Cô đang sống dựa vô tiền người khác nên mới làm việc thiếu trách nhiệm như vậy đúng không? Cô đang muốn cái gì vậy hả? Nếu cảm thấy mình không có năng lực gánh vác thì cứ buông xuống đi. Như vậy sẽ tốt cho mọi người hơn. Thôi đi Đan Thanh à. Bởi vì cô không phải quản lý như tôi nên cô không có một tí trách nhiệm nào với công ty này đúng không hả? Đủ rồi nha Đan Thanh. Tôi không muốn tranh luận với cô ở đây. Với lại cuộc sống này không biết trước được điều gì đâu. Ít nhất là tôi với cô có cùng chung dòng máu, nên là đừng gây sự thêm nữa. Điều đó chỉ tổn hại cho công ty thôi. Chị Nhã Lan. Jimmy, anh thấy sao hả? Ủa, Minh Huy tới hả con? Mẹ. Ừ. Mẹ ngồi đi mẹ. Con ngồi đi, uống nước nè. Mẹ thấy sao rồi? Gặp con như vậy là mẹ khỏe rồi. Bây giờ á, mẹ chỉ còn mỗi một mình con thôi. À, con có đem ít hải sản, hồi sáng con mới đánh bắt được cho mẹ nè. À vậy hả? Dạ. Mà con ăn cái gì chưa để mẹ nấu cho con ăn nghe. Dạ rồi, con ăn rồi. Công việc buôn bán của con sao rồi? Dạ, dạo này cũng ổn mẹ. Ừ. Người ta hết ép giá rồi, bán cũng được. À. Còn mẹ, dạo này sao rồi? À, mẹ cũng đang cố gắng quen dần với cái việc không ai ở bên cạnh mẹ. Con biết mẹ là một người mạnh mẽ mà. Nhưng nếu có gì không ổn thì nhớ báo con liền nha. Con tới đây thăm mẹ thường xuyên là mẹ ổn thôi. Vậy lần sau con qua với người con vừa cầu hôn nha mẹ. Vậy sao? Ai vậy con? Ai mà may mắn quá vậy? Mẹ biết không? Dạ. Ai vậy con? Hả? Là Nhã Lan. Mẹ, mẹ nghe con nói đã. Thật sự là con đã tự dặn lòng mình rất nhiều lần là phải tránh xa cô ấy. Nhưng mà con không làm được. Con không từ bỏ tình yêu của mình được mẹ. Nhã Lan từng là em dâu của con. Hơn nữa, ba của nó đã giết
ba của con và em trai. Quên hết những chuyện đó rồi sao? Con không quên. Nhưng thật sự mình phải công bằng với Nhã Lan. Trong chuyện này Nhã Lan đâu có lỗi gì đâu mẹ. Cô ấy cũng đã đau khổ vì chuyện này rất nhiều rồi mẹ. Mẹ không biết sao nữa, nhưng mẹ thấy không ổn. Rồi con sẽ đi giải thích với mọi người như thế nào đây? Con sẽ không giải thích với bất kỳ ai cả. Con không cần ai hiểu hết. Con chỉ cần mẹ hiểu thôi. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu là tình yêu nó quan trọng như thế nào. Mẹ tin con đi. Con sẽ không chọn sai người đâu mẹ. Đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của con rồi. Nhưng mà mẹ không muốn con mắc lỗi lầm như mẹ. Con tin là Nhã Lan sẽ không làm con thất vọng đâu. Con rất hiểu cô ấy. Cái con cần duy nhất bây giờ là sự ủng hộ của mẹ. Mẹ không ngăn cản con. Nhưng mẹ xin lỗi. Mẹ khó mà chấp nhận chuyện này. Không. Con xin lỗi mẹ. Con qua đây là mẹ phải suy nghĩ nhiều. Tôi xin phép mẹ con về. Lần sau con sẽ qua thăm mẹ. Chào mẹ. Nghe nói cô đang phát thảo mẫu mã mới cho bộ sưu tập Thu Đông đúng không? Đúng vậy. Cô xem qua mấy mẫu vải này như thế nào? Tôi thấy hợp đó. Minh Huy gọi. Alo. Alo Nhã Lan hả? Anh vừa nói chuyện với mẹ về chuyện của hai tụi mình rồi. Thái độ của mẹ tích cực hơn anh nghĩ nhiều. Với lại mẹ còn thông cảm và hiểu cho mình. Vậy hả? Em đã nói chuyện này với mẹ của em chưa? Chắc là chiều nay. Nếu mà em cảm thấy mọi việc chưa ổn thì từ từ nói, không cần gấp đâu. Mất công mọi chuyện xấu đi nữa. Em cũng nghĩ như vậy. Anh cũng tin là từ từ rồi mọi người cũng sẽ thấu hiểu cho tụi mình thôi. À mà cảm ơn con vì đã không cho thằng Quy biết là ba ở đây. Trời ơi, cô hậu đậu quá. Ở nhà con có hay vậy không vậy? Chắc là không đâu. Vì đâu còn cơ hội mà thể hiện nữa. Anh coi nè, cái bản vẽ này bây giờ cũng phá cách đó chứ. Bỏ tay cô thiệt. Lên Thành. Sao vậy? Tôi lại làm gì sai nữa à? Không có. Tôi chợt nhận ra là cô nói rất đúng. Chúng ta không thể nào thay đổi quá khứ. Nên là chuyện gì qua rồi thì qua đi. Tôi biết là tôi với cô không thể nào trở thành bạn thân như trước nữa. Nhưng mà có thể trở thành đồng nghiệp, cùng nhau phát triển công ty. Nhã Lan, hợp tác với nhau vui vẻ nha. Được thôi. À đúng rồi, sắp tới tôi và Jimmy có đi công tác Đà Nẵng. Cô muốn đi cùng không? Tôi nghĩ là tôi nên ở nhà. Ừ, vậy cũng được. Mẹ, con có một chuyện muốn nói. Chuyện của công ty hả? Đã có một người cầu hôn con. Cầu hôn? Ai vậy con? Là Minh Huy ạ. Cái gì? Nó dám nói lên điều đó
sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nè, con đừng nói với mẹ là con đã đồng ý. Đó chính là người đã gây tan nát gia đình mình đó con. Con vẫn chưa trả lời chính thức. Với lại mình cũng không nên đổ hết tội lỗi lên đầu anh Huy mẹ. Như vậy là không công bằng cho anh ấy. Đã đến lúc mẹ nên nhìn nhận lại sự thật rồi mẹ. Rằng ba mới chính là người làm tan nát gia đình mình đó mẹ. Ông vẫn còn sống sao? Ba vẫn còn sống. Ông ăn xong rồi thì đi giùm tôi đi. Cho ba mượn một số tiền được không? Hóa ra đây là lý do ông đến tìm tôi đó hả? Thiệt ra ba đã muốn nói chuyện với con từ rất lâu rồi. Nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra dồn dập quá, cho nên tức cười thiệt. Người tôi yêu thì trở nên xa lạ, còn người tôi hận thì bây giờ lại trở thành cha của tôi. Con vẫn còn hận ba lắm sao? Vậy ông nghĩ tôi sẽ phải yêu quý ông nữa à? Ông từng là người muốn giết tôi khi tôi trong bụng mẹ. Và sau này ông định giết tôi một lần nữa vì con gái của ông đó. Nói mới nhớ, rồi đứa con gái thân yêu Nhã Lan của ông đâu rồi hả? Con cũng là con của ba mà. Thiệt tình mà nói, nếu mà so với Nhã Lan á, con là cái đứa giống ba nhiều nhất đó. Ông đừng cố gắng diễn dở tuồng cha con nhận nhau nữa đi. Bây giờ ông cần tiền đúng không? Còn gì ông nói luôn hết đi. Ba cần cái hộ chiếu giả để có thể đi ra nước ngoài. Tại sao tôi phải giúp ông chứ? Con sẽ không có bị thiệt thòi đâu nếu như con đồng ý giúp ba. Thiệt đó, con giúp ba nghe. Con muốn nghỉ việc. Cô là một bác sĩ giỏi, có tâm với nghề. Vậy thì lý do gì mà cô bất ngờ xin nghỉ việc như vậy? Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện xảy ra đối với tôi. Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi một tí để lấy lại tinh thần rồi. Tôi có nghe chuyện của cô rồi. Bây giờ tôi tính như vậy đi. Cô cứ nghỉ phép
đến khi nào mà cô cảm thấy là tinh thần mình thật tốt, cô quay lại đây, được chứ? Giám đốc, giám đốc cho rằng tôi là một bác sĩ giỏi hả? Nếu tôi thật sự là một bác sĩ giỏi, tôi đã có thể giành giật mạng sống của mẹ tôi từ tay của thần chết rồi. Tinh thần tôi hiện tại, tôi không biết khi nào mình mới có thể trở lại với công việc. Một lần nữa, tôi rất cảm ơn giám đốc thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Xin phép giám đốc. Cái đống này giao gì Tư hả? Ờ đúng rồi. Còn mấy con lương đó ngọt hết rồi bán không được đâu. Sao? Chứ giờ tính sao? Con mới đây mà làm gì ngọt được. Rồi xong luôn. Để ngoài đó đi. Quang Vân. Anh Minh Huy. Cô đứng đó hồi nào? Sao không kêu tôi? Tôi thấy anh đang bận làm nên là tôi sợ phiền anh. Mà giờ cô đi đâu đây? Không tới bệnh viện hả? Tôi vừa nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Tại sao? Bởi vì sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Đã có lúc tôi ước mình quay lại khoảng thời gian vui vẻ, vô tư, không muộn phiền như trước đây. Cô nói chuyện này với ba cô chưa? Chưa. Tôi sợ là ông ấy sẽ lo lắng cho tôi. Chắc là tôi và ba tôi sẽ đi đâu đó một thời gian. Chỉ là tôi chưa biết đi đâu hết. Theo tôi. Hả? Theo tôi. Đây này. Chị Đan Thanh, em đã gọi xe đến đón chị rồi ạ. Ừ. Ủa, chị sao? Chân đau quá. Chắc là chân trẻ bị trật rồi á. Để tôi xem cho. Tôi không thể đứng lên được á. Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy sơ ý nên trật chân. Hay là để em đưa chị đi bệnh viện chụp X quang nha. Nhưng mà chuyến đi lần này rất quan trọng. Nhã Lan, cô đi giúp tôi được không? Nhà tôi chưa có chuẩn bị đồ. Tới đó mua cũng được mà. Vậy để tôi một lát, tôi đi lấy túi xách.
cô bận tới nỗi không có thời gian sạc pin luôn à? Tôi biết là cô chưa chuẩn bị đồ cho bữa tiệc. Đây, tôi chuẩn bị cho cô rồi đây. Anh chuẩn bị cho tôi. Hy vọng cô thích. Anh chu đáo thật đó. Cảm ơn anh. Rồi, cho đá vô đây. Rồi, đủ rồi đó. Bên đây nữa, bên đây một chút nữa. Ừ, tôi biết rồi. Trải đều ra nha. Lưng quá vậy? Vậy được rồi. Một. Ây. Cô nhìn vậy mà cũng khỏe dữ ha. Cảm ơn anh. Công nhận là mấy công việc này cảm thấy đầu óc rất là thoải mái. Tinh thần của tôi đỡ hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Tại tụi tôi cũng đang thiếu người phụ mà. Hay quá à. Nếu vậy là anh phải trả lương cho tôi đó. Gì? Trả lương à? Đúng rồi. À, đợi chút. Đạt, qua đây. Gì nữa? Giới thiệu cô Tiến Đạt, ông chủ ở đây. Trả lương người ta kìa. Lương gì cho nội? Thì tao phụ nãy giờ trả lương cho người ta. Trời ơi, tào lao. Công việc của anh, anh cần thêm người phụ thì anh phải trả chứ. Sao kêu tôi? Mày là chủ mà. Chủ cái gì đây? Đưa nó ra coi. Ủa, ê. Ôi, coi chừng nắng á. Ơ, vô gì kìa? Cái gì? Bên đó biết nắng, bộ đây không biết nắng hả? Mày quen rồi, với lại mày đen thui à, sợ nắng vậy? Quen con khỉ á. Nè, chiều nay á, trừ tiền lương vô tiền thuê nón đó. Hay quá, muốn làm mày ơi. Tôi xuất hiện ở đây khiến nội bộ mấy anh rối rắm quá hả? Thôi kệ nó đi, cô đừng có quan tâm. Còn mấy cái đám này là quên kia hả? À, là... đúng không? Có cần cái gì nữa thì cứ chỉ tôi nha, tôi làm được hết á. Ok. Nhã Lan. Ồ, Lan Thanh. Chào anh Huy. Nhã Lan đâu? Nhã Lan đi công tác Đà Nẵng với Jimmy Nguyễn rồi. Đi Đà Nẵng hả? Ừ, hình như có kết hợp đi chơi nữa. Ủa, cô ấy không nói cho anh biết hả? Tôi đã mất hết tất cả, chẳng lẽ mấy người lại được hạnh phúc? Thế ba quý khách vừa rồi thì không đi lạc đường, xin quý khách đi đâu? Có ai nói cô sẽ cắm một thiên thần chưa? Váy này thật hợp với cô. Cô giống như một thiên thần bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Anh Chim Mi Nguyễn tới rồi kìa. Anh Chim Mi. Anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn anh một chút được không? Anh Chim Mi, có phải bây giờ anh đã về làm cho công ty thời trang Việt Fashion không anh? Phải không anh? À, người phụ nữ bên cạnh anh là ai vậy ạ? À, có phải là phu nhân của anh không? Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà không liên quan tới công việc.
Vô nhà đi con. Không ngờ là ông cũng chịu ở những nơi tồi tàn như thế này. Bất ngờ thiệt đó. Không có tiền, cái gì cũng khó hết đó con. Đây là giấy tờ giả và tiền mặt. Tôi chỉ giúp ông như vậy thôi. Nhiều hơn nữa tôi không giúp được ông đâu. Được rồi, bà sẽ trốn qua Campuchia trước, rồi từ từ tính tiếp. Cảm ơn con Đan Thành, cảm ơn con đã giúp bà. Nếu như không có con thì... Tại sao ông không nhờ Nhã Lan đi? Con nhờ rồi, nhưng mà nó không có chịu. Cũng chỉ vì Nhã Lan không giúp ông nên ông mới gọi tôi đúng không? Bà biết bà đã làm khổ rất là nhiều người, trong đó có Nhã Lan nữa. Dù gì bà cũng muốn gặp lại nó một lần cuối trước khi bà ra đi. Nhưng ông nên nhớ một điều á, người bên cạnh Nhã Lan là Minh Quy đó, và họ sẽ cưới nhau sớm hay muộn thôi. Người đẩy ông tới bước đường cùng như thế này cũng là Minh Quy. Vậy mà ông chỉ quay lại lấy giấy tờ rồi trốn đi như vậy hả? Có phải là quá nhân từ rồi không? Dù sao mọi người đang nghĩ là ông chết rồi. Nếu tôi mà là ông, tôi sẽ nhân cơ hội này. Mà thôi, đó là suy nghĩ thoáng qua của tôi thôi. Tôi sẽ giúp ông gặp lại Nhã Lan, con gái cưng của ông lần cuối. Còn sau đó, tôi với ông coi như hết. Sắp có kịch hay để xem rồi. Tất cả các người đều phải chịu đau khổ giống như tôi. Ba. Nhã Lan, cuối cùng ba cũng gặp được con rồi. Ba nên đầu thú đi ba. Nhã Lan, ông Tân, hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng để tôi cảm nhận còn đó yêu thương. Gió đã mất đi theo ngày đông u ám, nắm lấy đôi tay của tôi. Cách sẽ không còn quá xa xôi, hẹn nhau một ngày. Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay. Để khóe môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thường mơ. Ở xung quanh tôi đầy ấp yêu thương, ở đó những con tim. Hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay. Để khóe môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thương mơ.
ác xung quanh tôi đầy ắp yêu thương. Ở đó những con tim luôn luôn chân thành.